Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng với các đối thủ Guam, Yemen và Singapore. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân áo đỏ không chỉ đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng mà còn muốn tạo ra những màn trình diễn tưng bừng làm thỏa mãn người hâm mộ. Một điều khá thuận lợi đối với huấn luyện viên Chu Xie là trong tay ông đang có một đội hình với nhiều cầu thủ đạt phong độ cao. Hàng loạt cái tên thuộc độ tuổi U23 đã trưởng thành vượt bậc nhờ được thi đấu tại V-League và giải hạng nhất. Ngoài ra, nhiều cầu thủ thuộc độ tuổi U20 cũng vừa chứng tỏ năng lực với chức vô địch U23 Đông Nam Á. Dự kiến, ông Chu Xie vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc cho vòng loại U23 châu Á 2024. Ở vị trí tiền đạo cắm, Văn Tùng là chân sút được nhà cầm quân người Pháp đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi giành ngôi vua phá lưới SEA Games 32, Văn Tùng từng được ông Chu Xie trao cơ hội thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Đinh Xuân Tiến cũng đang cho thấy cái duyên ghi bàn. Chân sút xứ Nghệ không sở hữu thể hình tốt như Văn Tùng nhưng lại nổi bật ở khả năng chọn vị trí và kết nối với đồng đội. Hai vị trí tiền đạo cánh nhiều khả năng sẽ được trao cho Lê Văn Đô và Minh Quang. Văn Đô vừa cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League 2023. Còn Minh Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Cặp đôi tiền vệ trung tâm là nơi mà ông Chu Xie cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm và sức chiến đấu. Thái Sơn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ hai mùa giải chinh chiến tại V-League trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa. Còn Hoàng Văn Toàn cũng vừa có một năm thành công với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Văn Toàn là một trong các tiền vệ có số phút ra sân nhiều nhất câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải vừa qua. Thái Sơn từng gây ấn tượng mạnh khi cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Syria ở trận giao hữu hồi tháng 6 vừa qua. Ở hai bên cánh, Văn Cường vẫn đang duy trì phong độ ổn định trong năm 2023 và sẽ là lựa chọn tốt cho cánh phải. Trong khi đó, Khuất Văn Khang ngày càng thích nghi tốt hơn với vai trò chạy cánh trái. Không chỉ lợi hại trong tấn công, Văn Khang đang cải thiện đáng kể khả năng hỗ trợ phòng ngự. Giải U23 Đông Nam Á 2023 mang tới một phương án hữu hiệu cho bộ ba trung vệ U23 Việt Nam. Trung vệ cao 1m82 Trần Nam Hải cho thấy sự vững vàng khi chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Hai vị trí trung vệ lệch cánh sẽ dành cho hai nhân tố giàu kinh nghiệm là Duy Cương và Phan Tuấn Tài. Trong khung thành, việc thủ quan Văn chuẩn bị treo giò buộc ông Chu Xie tìm tới những phương án thay thế. Và thủ thành Văn Việt với màn trình diễn tại V-League 2023 đang được giới chuyên môn đánh giá nhiều khả năng được bắt chính ở vòng loại U23 châu Á.